Thì tiếp theo bài của thầy Tuấn thì chúng em cũng sẽ xin chia sẻ với cả các bác sĩ chuyên khoa hô hấp về cái vấn đề điều trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn gam âm kháng thuốc, và đặc biệt trong bối cảnh chúng ta có các cái hướng dẫn mới ở trên thế giới. Thì các đồng nghiệp cũng đều biết là chúng ta thì cũng rất là mong muốn có các cái hướng dẫn điều trị để chúng ta có thể áp dụng cho thực hành lâm sàng. Và các hội chuyên khoa trên thế giới thì người ta cũng rất là tích cực để cập nhật các cái hướng dẫn này. Và nổi tiếng nhất thì mọi người để ý là Hội Lồng ngực Hoa Kỳ và Hội Truyền nhiễm Hoa Kỳ 2016 trong lĩnh vực viêm phổi bệnh viện, viêm phổi thở máy thì cũng đã có hướng dẫn. Sau đó thì các thầy ở của hội các hội chuyên khoa Việt Nam chúng ta cũng đã xây dựng cái hướng dẫn năm 2017 dựa trên hướng dẫn chủ yếu dựa trên hướng dẫn của Hoa Kỳ. Lần đầu tiên thì theo hiểu biết của em là Hội Truyền nhiễm Hoa Kỳ IDSA, người ta ngoài những cái hướng dẫn mà liên quan đến các cái bệnh ở chuyên khoa, các bệnh nhiễm trùng trong chuyên khoa thì người ta đưa ra các cái hướng dẫn điều trị và sử dụng kháng sinh cho các cái loại vi sinh vật mà chúng ta rất là đau đầu để chúng ta là trở thành thách thức trong điều trị. Hướng dẫn năm 2020 bắt đầu ý tưởng từ 2020 và đến năm 2022 thì IDSA có sửa đổi 3 lần trong vòng 3 năm. Tất nhiên những cái sửa đổi nhỏ giữa các lần là nhỏ. Và chính vì thế thì hôm nay nhiệm vụ của em là sẽ cập nhật lại cho các bác sĩ về hướng dẫn của quan điểm của IDSA năm 2022 về điều trị các nhiễm khuẩn do vi khuẩn gam âm kháng thuốc. Nhưng quan trọng hơn đó là liệu chúng ta áp dụng cho thực hành lâm sàng Việt Nam của chúng ta như thế nào, như thầy Ngọc và thầy Tuấn vừa chia sẻ. Thì có lẽ là IDSA lựa chọn vấn đề này bởi vì trong các cái vi khuẩn gam âm kháng thuốc thì tại thời điểm hiện tại cả IDSA từ năm 2009 cũng như là CDC Hoa Kỳ 2018 và Tổ chức Y tế Thế giới đều xác định là năm 2019 đều xác định là có 3 vi khuẩn gam âm kháng thuốc mà chúng ta phải đặt ưu tiên lên hàng đầu trong điều trị các cái nhiễm khuẩn kháng thuốc, đó là Acinetobacter, là trực khuẩn mùi xanh và Klebsiella. Cái cơ chế kháng thuốc của nó thì rất là đa dạng và phức tạp. Tại thời điểm hiện tại, chúng em lấy ví dụ như trên hình này là Klebsiella kháng thuốc thì nó có đầy đủ tất cả các cơ chế khác nhau để kháng lại các kháng sinh quan trọng chúng ta dùng trong thực hành lâm sàng và thậm chí có cả cơ chế liên quan đến cái đề kháng colistin. Và về mặt lâm sàng thì rõ ràng nếu chúng ta gặp một cái vi khuẩn kháng thuốc thì rõ ràng rất bất lợi cho điều trị. Đó là nó làm tăng tỷ lệ tử vong của bệnh nhân. Đó là nó làm cái tỷ lệ mà bác sĩ phải thay đổi phác đồ kháng sinh ban đầu rất là nhiều. Và nghiên cứu cụ thể, ví dụ vợ chúng em có làm cùng với cả các thầy ở hồi sức tích cực chỗ thầy Tuấn cũng như là vi sinh ở Bạch Mai thì thấy là tổng kết những cái trường hợp mà nhiễm Klebsiella kháng thuốc đa phần là nhiễm khuẩn huyết, nhiễm khuẩn ổ bụng và viêm phổi. Thì phác đồ của mọi người nhìn thấy ở đây là chúng ta sau khi có kết quả kháng sinh đồ thì phải đổi các phác đồ rất là nhiều. Tỷ lệ sử dụng kháng sinh carbapenem giảm xuống rõ rệt. Trong khi đó tỷ lệ phải sử dụng các kháng sinh dự trữ trong đó có colistin, có aminoglycosid và kể cả fosfomycin thì tăng lên rất nhiều sau khi có kết quả kháng sinh đồ. Bởi vì kết quả kháng sinh đồ được thể hiện trên hình bên tay trái thì thấy là cái tỷ lệ nhạy cảm với cả các kháng sinh thông thường mà chúng ta sử dụng trong đó carbapenem là ở mức độ rất thấp. Ở trên thế giới thì trong lĩnh vực viêm phổi bệnh viện, viêm phổi thở máy thì thực ra các cái căn nguyên mà kháng thuốc, gam âm kháng thuốc cũng đã được đề cập rất nhiều. Một bài tổng quan năm 2019 cũng đã chỉ ra tỷ lệ mà nhiễm, đây là trên thế giới, tỷ lệ mà nhiễm các vi khuẩn gam âm kháng thuốc như là chúng ta vừa đề cập ba cái con lúc nãy thì nó dao động tùy theo nghiên cứu nhưng mà nó có thể dao động đến 50 đến 60% tổng số các cái vi khuẩn gam âm mà chúng ta phân lập được ở trong những bệnh nhân mà nhiễm HPAP. Vì thế thì bắt đầu từ năm 2016 chúng em để ý là các hội chuyên môn thì cũng đã nhắc nhở các bác sĩ là cái việc phát đồ điều trị kháng sinh ban đầu có lẽ là chúng ta phải nhấn mạnh rất nhiều đến cái việc phân tầng nguy cơ bệnh nhân. Ở phân tầng nguy cơ bệnh nhân thì tí nữa sẽ xin thêm ý kiến đóng góp của thầy Ngọc và thầy Tuấn. Nó sẽ dựa trên theo của Hoa Kỳ sẽ dựa trên ba yếu tố chính. Một là dịch tễ kháng thuốc tại cơ sở mà chúng ta đang điều trị. Thứ hai là đặc điểm bệnh nhân và cuối cùng là dữ liệu vi sinh mà chúng ta có được ở trên người bệnh. Như vậy ba thông số này sẽ là ba thông số rất quan trọng để quyết định xem là chúng ta có phác đồ mạnh tay hay là nhẹ tay. Và từ đó thì hướng dẫn của ATS năm 2016 thì cũng chia có ba nhóm kháng sinh lớn mà chúng ta sử dụng trong như là phác đồ kinh nghiệm, phác đồ đầu tay trong điều trị viêm phổi bệnh viện, viêm phổi thở máy, bao gồm đây là những cái kháng sinh có phổ trên gam âm hoặc thuộc nhóm beta lactam hoặc thuộc không thuộc beta lactam nhưng có phổ trên trực khuẩn mủ xanh và gam âm như aminosid, như quinolone và mạnh nhất là colistin. Và cuối cùng chúng ta có thêm một nhóm kháng sinh chống tụ cầu nữa có vancomycin và linezolid. Đây là những cái kháng sinh đầu tay cho viêm phổi bệnh viện, viêm phổi thở máy. Và nhìn lại những cái phác đồ mà các chuyên gia trên thế giới người ta hướng dẫn cho mình thì đối với HVAP tùy theo căn nguyên vi sinh vật gây bệnh thì chắc đây là những cái phác đồ mà các thầy cô các anh chị em cũng đang áp dụng ở các bệnh viện.
chúng ta quanh đi quẩn lại chúng ta cũng chủ yếu vẫn sử dụng carbapenem, sử dụng beta lactam. Nếu kháng thuốc chúng ta sẽ dùng thêm colistin và bên cạnh đó chúng ta có thêm một số các kháng sinh bổ trợ khác để phối hợp cùng với cả carbapenem và colistin trong điều trị. Và cái phác đồ này thì áp dụng với tất cả các vi khuẩn gram âm kháng thuốc mà chúng ta đã đề cập. Vậy em quay lại thì phác đồ năm 2016 chứ người ta nói gì? Phác đồ năm 2016 thì nó giống như chúng ta đang thực hành. Đó là người ta nói là đối với chữa khuẩn mũi xanh thì chúng ta ưu tiên carbapenem, ưu tiên beta lactam. Kể beta lactam có phổ trên mũi xanh. Đối với cả họ đường ruột thì mà kháng carbapenem thì chúng ta ưu tiên colistin. Và đối với Acinetobacter baumannii nếu còn nhạy cảm thì đầu tiên là carbapenem hoặc là sulbactam. Còn nếu không đã đề kháng rồi thì người ta sẽ ưu tiên là colistin. Như vậy thì hiện tại chúng ta đang làm là em thấy là nó giống như hướng dẫn của ATS 2016. Vì thế sau khi mà cái hướng dẫn này ra đời thì rõ ràng là áp lực sử dụng kháng sinh chúng em có tổng kết lại cả ở chuyên khoa hồi sức tích cực cũng như là một đơn vị hô hấp, chuyên khoa hô hấp ở Bạch Mai thì chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều các kháng sinh mà vừa kể tên: colistin, aminosid, carbapenem, fosfomycin. Và đối với hô hấp thì cái mô hình Cefa3 và quinolone cũng đặc biệt các bệnh viện tuyến trên là cũng bắt đầu thay thế được dần bằng carbapenem và thậm chí là có thể phải sử dụng đến cả colistin nữa. Thế chính vì thế thì đấy là những cái gì chúng ta đang làm. Vậy IDSA năm 2022 người ta nói gì? Thứ nhất là người ta nói về đối với chủng khuẩn chủng xanh đa kháng thì chúng ta sẽ ưu tiên piptazo, ưu tiên ceftazidime, cefepim hơn là carbapenem. Trên thực tế thì ở bệnh viện Bạch Mai chúng em thấy là nếu thực sự mà nhiều chủng chủng khuẩn mũi xanh đã kháng imi hoặc meropenem nhưng các đồng nghiệp để ý có khi kháng sinh đồ vẫn nhạy cảm với cả các kháng sinh Cefa3, Cefa4 hoặc piptazo thì người ta khuyến cáo trong trường hợp ưu tiên hơn. Thứ hai là sẽ ưu tiên sử dụng các cái chất thuốc kháng sinh mới. Đấy, lúc nãy thầy Tuấn vừa đề cập khi mà nhiễm khuẩn ở mức độ trung bình hoặc là nặng hoặc khi mà những cái ổ nhiễm khuẩn mà chúng ta khó khả năng có thể kiểm soát được, ví dụ ổ mủ nhiều, áp xe lớn hoặc là chúng ta chưa có điều kiện phẫu thuật hoặc là can thiệp ngoại khoa để xử lý những cái vấn đề tại chỗ những vấn đề đó. Đối với cả họ chỉ còn đường ruột thì có hai loại. Một là sinh ESBL và hai là kháng carbapenem. Thì đối với ESBL thì người ta nói khẳng định là carbapenem là lựa chọn đầu tay. Và người ta không khuyến cáo piptazo, không khuyến cáo các cái thứ ở phía dưới nữa. Đấy, người ta nói luôn là sử dụng carbapenem. Bởi vì những nghiên cứu đấy thì cho thấy gần đây cho thấy carbapenem lại nổi trội hơn, ưu việt hơn. Đối với họ đường ruột mà kháng carbapenem thì người ta nói là nếu MIC của meropenem mà từ 1 trở xuống thì mình khuyến cáo ưu tiên sử dụng meropenem và với độ truyền dài. Và có thể người ta nói là cũng không nên phối hợp, cái này nó hơi khác với thực hành của mình, là phối hợp với aminosid và quinolone thì không được khuyến cáo thường quy cùng với cả carbapenem. Đối với Acinetobacter baumannii kháng carbapenem thì người ta nói gì? Người ta nói là nếu meropenem liều cao và truyền dài vẫn nên là một thành phần của phác đồ. Nhưng mà chúng ta không nên chỉ phối hợp colistin với meropenem không, cái này là chúng ta hay thực hành đối với nhiễm Aci, mà chúng ta nên thêm một cái kháng sinh thứ ba nữa. Đấy, kháng sinh thứ ba đấy thì người ta tổng kết lại thì chúng ta thấy ampicillin, sulbactam và minocycline. Tiếc là mino là chúng ta không có dạng tĩnh mạch. Đấy, thì người ta thấy là phác đồ bộ ba đấy là phác đồ có hiệu quả diệt khuẩn tốt nhất tại thời điểm hiện tại. Đối với thế như vậy đấy là vai trò của các carbapenem. Thế còn colistin thì người ta nói thế nào? Colistin thì người ta nói đối với trực khuẩn mũi xanh thì người ta nói là thứ nhất là nếu cần dùng thì nếu cần phối hợp thì người ta không ưu tiên colistin cho chủng khuẩn mũi xanh. Cái này nó hơi khác quan điểm điều trị của mình. Mà người ta nói là nên ưu tiên các cái beta lactam mới kết hợp với cả aminoglycosid. Nếu kháng với aminosid rồi thì lúc đấy mới dùng đến colistin. Nhưng mà người ta lại nói là ưu tiên dùng polymycin B hơn. Và cái thuốc này thì chưa có ở Việt Nam, nó cùng nhóm với colistin. Bởi vì người ta ưu tiên dùng polymycin B vì dược động học của nó đơn giản hơn, nó dễ dự đoán hơn và độc tính trên thận của nó thì thấp hơn colistin. Và thứ hai là người ta cũng nói cái này thì em cũng xin thêm ý kiến của các thầy và các anh chị em đồng nghiệp tí nữa có thể bàn luận. Người ta nói là không khuyến cáo thường quy bổ sung khí dung với cả nhiễm khuẩn hô hấp vì hai lý do. Lý do thứ nhất là cái lợi ích của nó thực sự chưa rõ ràng ở trong các cái thử nghiệm lâm sàng, và thứ hai là cái khả năng thấm vào mô hô hấp kể cả đường khí dung thì nó phụ thuộc rất nhiều vào thứ nhất là chế phẩm. Đấy, chế phẩm hiện nay là chúng ta hiện nay đang chủ yếu là dùng là dược dụng là chính chứ chúng ta chưa có cái dạng chuyên biệt cho khí dung, và thứ hai là phụ thuộc rất nhiều vào thiết bị khí dung. Cái điểm thứ ba người ta bàn luận về colistin trong hướng dẫn của IDSA là trường hợp mà nhiễm Klebsiella kháng carbapenem thì người ta nói gì? Người ta nói là hạn chế sử dụng colistin cho trường hợp này, và colistin sẽ không được khuyến cáo ngoại trừ viêm bàng quang đơn giản, viêm bàng quang không phức tạp, bởi vì hai lý do chính.
3 lý do chính. Lý do thứ nhất là độc tính trên thận. Lý do thứ hai là hiệu quả nó cũng rất khó dự đoán. Và lý do thứ ba, lý do này thuộc về chuyên ngành vi sinh, thì em cũng không thông thạo lắm, nhưng hình như hiện nay là người ta ở trong chuyên ngành vi sinh người ta chưa thống nhất được cái việc phiên giải cái kết quả nhạy cảm với cả colistin ở của họ chỉ còn đường ruột, nên mọi người để ý là hiện nay họ chỉ còn đường ruột thì bây giờ mọi người đang trả là nhạy cảm với colistin, nhưng nhiều bệnh viện là trả là y tức là trung gian, thì cũng chúng ta không biết dùng kết quả đấy thì có tiếp tục dùng colistin hay không. Đấy là cái chữ, đấy là cái vấn đề chưa thống nhất ở trong chuyên ngành vi sinh. Đấy là ba lý do colistin người không khuyến cáo nhiều trong trường hợp trực khuẩn đường ruột kháng carbapenem. Thế thì người ta nói gì? Người ta nói là trong trường hợp đó, đấy là cái trường hợp mà được colistin với trực khuẩn đường ruột, và cuối cùng colistin với Acinetobacter thì sao? Colistin đối với Acinetobacter thì người ta nói là ưu tiên polymyxin B hơn. Cái này lý do đã giải thích lúc đấy. Thứ hai là nếu dùng colistin thì phải nên phối hợp kháng sinh. Quan điểm này trái với cả một số quan điểm trước đây là chúng ta cứ dùng đơn trị liệu. Bởi vì nên phối hợp với colistin bởi vì có 4 lý do. Lý do thứ nhất là dự động học của colistin nó rất thay đổi giữa các bệnh nhân. Thứ hai là nồng độ trong mô phổi thấp và nhiều khi chúng ta không đạt được tác dụng diệt khuẩn như mong muốn. Thứ ba là phạm vi điều trị rất là hẹp. Và thứ tư là thất bại lâm sàng và phát sinh đột biến kháng thuốc đã có. Đấy, lúc nãy thầy Tuấn cũng đã phân tích cái điểm đó rồi. Và cuối cùng người ta lại cũng giống như trực khuẩn phổi xanh, người ta nói là không khuyến cáo bổ sung thường quy khi dùng colistin trong những khuẩn hô hấp do axi. Đấy, như vậy là em trích nguyên văn tất cả những cái gì liên quan đến hướng dẫn của IDSA đối với hai kháng sinh cũ là carbapenem và colistin. Thế thì khuyến cáo của IDSA mới, người ta nói về những cái kháng sinh mới như thế nào? Kháng sinh mới thì cho đến thời điểm hiện giờ có lẽ người ta đưa nó là những cái trường hợp mà là ưu tiên lựa chọn điều trị. Ví dụ như trực khuẩn phổi xanh đa kháng MDA đấy, thì người ta nói là ưu tiên carbapenem. Nhưng nếu trong những cái trường hợp mà nhiễm trùng ở mức độ trung bình với cả nặng, mà ở những cái nơi mà cái đổ nhiễm chúng ta khó khống chế, khó kiểm soát, thì người ta ưu tiên có thể lựa chọn cái kháng sinh mới là có thể là một lựa chọn phù hợp. Đối với cả trực khuẩn phổi xanh mà kháng thuốc khó điều trị, người ta đây là một cái khái niệm mới, người ta gọi là DTA. DTA tức là gì? Là nếu mà chúng ta phát hiện trực khuẩn phổi xanh mà không nhạy cảm với piptazo, với cả cefa, với cả mero, với imi, với quinolone, thì người ta xếp vào đây là DTA. Cái này chúng ta rất hay gặp trong thực hành lâm sàng, thì người ta nói luôn là người ta sẽ ưu tiên phối hợp, người ta sẽ ưu tiên sử dụng các kháng sinh mới là ceftolozan, tazobactam hoặc là ceftazidime, avibactam hoặc một số kháng sinh khác. Đối với họ đường ruột kháng carbapenem thì người ta nói gì? Người ta cũng nói là ưu tiên sử dụng các cái kháng sinh mới này. Đấy, thì em xin phép là không đọc chi tiết các cái hướng dẫn. Người ta nói là chỉ sử dụng imipenem, meropenem trong trường hợp MIC của chúng ta từ 2 trở xuống. Thế còn từ 4 trở lên là người ta nói là phải thay các cái kháng sinh khác rồi. Và đối với cả trong cái trường hợp mà với cả những cái trường hợp mà họ đường ruột kháng carbapenem thì người ta cũng nói là ưu tiên sử dụng các kháng sinh mới như là mero, vabobactam, ceftazidime, avibactam hoặc là imipenem, relebactam để điều trị. Thế thì em cũng rất là tò mò, bởi vì hướng dẫn của chữ Mỹ thì đúng là Mỹ là cái thành phần rất là quan trọng, nhưng mà nếu chúng ta tham chiếu hướng dẫn của Mỹ là chúng ta thay đổi hoàn toàn thực hành lâm sàng. Vậy em có đối chiếu sang một cái hướng dẫn thứ hai nữa, đó là hướng dẫn của châu Âu. Hướng dẫn của châu Âu năm 2021 thì Hội Vi sinh lâm sàng và Bệnh truyền nhiễm châu Âu phối hợp với cả Hội Hồi sức châu Âu thì người ta có đưa ra một hướng dẫn. Và em xin phép tổng kết một số điểm quan trọng sau đây của các hướng dẫn châu Âu. Thứ nhất, đối với họ đường ruột mà kháng cefa3 thì người ta khẳng định là carbapenem là ưu tiên lựa chọn. Ectapenem chỉ dùng khi mà không có sốc, còn nếu không thì chúng ta dùng ưu tiên dùng imipenem hoặc là meropenem. Đối với cả họ đường ruột kháng carbapenem thì chỉ khuyến cáo meropenem liều cao và kéo dài. Pháp đồ khuyến cáo này chỉ dùng nằm trong pháp đồ phối hợp, và đặc biệt chỉ dùng khi MIC của meropenem từ 8 trở xuống và khi chúng ta không có các kháng sinh mới. Đối với cả trực khuẩn phổi xanh kháng carbapenem thì không khuyến cáo dùng carbapenem, mà người ta nói là dựa theo kháng sinh đồ để chúng ta phối hợp kháng sinh. Và cuối cùng đối với Acinetobacter baumannii thì người ta nói là không khuyến cáo colistin với carbapenem. Đấy, cái này cũng dở cho mình. Phác đồ phối hợp với carbapenem thì chỉ liều cao, tất nhiên phải dùng liều cao và chuyển kéo dài, chỉ áp dụng khi mix của meropenem từ 8 trở xuống. Đấy, thì như vậy đấy là một số cái điểm mà chúng em thấy là nhìn vào cái điểm này thì nó gần giống như là cái hướng dẫn của Mỹ, tuy nhiên nó có vẻ mềm hơn một chút, tức là nó có thể nó còn sát với cái thực hành của chúng ta đang làm hiện tại ở Việt Nam.
Đối với cả cái việc sử dụng colistin ở trong hướng dẫn của châu Âu thì người ta nói gì? Người ta nói là nếu mà trực nếu họ đường ruột thì vẫn dùng colistin được mà kháng carbapenem thì có thể dùng colistin được và tất nhiên phải nằm trong phác đồ phối hợp. Phác đồ lựa chọn colistin thì nên lựa chọn theo kết quả kháng sinh đồ và dựa vào nguồn ổ nhiễm và thực hành lâm sàng tại các bệnh viện. Điểm thứ hai là colistin dùng cho trực khuẩn mùi xanh kháng carbapenem thì được dùng được và nó nằm trong phác đồ phối hợp, đặc biệt cho nhiễm khuẩn nặng và do vi khuẩn kháng thuốc. Và cuối cùng, đối với cả axit mà kháng carbapenem thì nó chỉ định là hàng hai, tức là nó đẩy colistin xuống hàng thứ hai sau sulbactam. Sau sulbactam. Nếu mà dùng colistin thì mình phải phối hợp với ít nhất một kháng sinh còn nhạy cảm trên kháng sinh đồ. Ví dụ aminoxid, ví dụ tigecyclin và sulbactam. Và người ta nói luôn là tránh phối hợp colistin với carbapenem. Đấy, thì đấy là cái tổng kết của hai hướng dẫn của Mỹ và châu Âu. Thế đứng trước cái hướng dẫn như thế này thì thực sự là chúng ta thấy có hai vấn đề lớn cần phải trao đổi. Vấn đề thứ nhất là kháng sinh mới liệu có vai trò hay không? Thì lúc nãy thầy Tuấn cũng đã nói rất nhiều đến các kháng sinh mới rồi, thì kháng sinh mới là một trong những cái giải pháp mà người ta đưa ra tại thời điểm hiện tại. Tuy nhiên mà khi sử dụng kháng sinh mới thì anh chị em đầu tiên là chúng ta phải lưu ý mấy điểm rất quan trọng. Thứ nhất là phổ tác dụng của kháng sinh mới. Các kháng sinh mới nó không phải là vạn năng và có cái nó làm được, có cái nó không làm được. Thế như vậy bảng này em thích rất thích cái bảng này vì nó tổng kết lại phổ tác dụng của các kháng sinh mới trên ba cái căn nguyên mà quan trọng mà chúng ta tổng kết và chúng ta nhìn thấy cái con axi ở đây thì chúng em nhìn thấy đa số các kháng sinh mới đang có ở Việt Nam là không xử lý vấn đề gì của axi cả, nó không có phổ trên axi. Đối với trực khuẩn mùi xanh thì kháng thuốc thì chỉ có ceftolozan tazobactam giải quyết được, ceftazidime avibactam người ta không khuyến cáo. Còn đối với họ đường ruột thì nó lại chia thành loại kiểu sinh men, lúc nãy thầy Tuấn đã phân tích kỹ mấy cái men đó rồi. Thì như vậy là đối với KPC thì người ta sẽ ưu tiên sử dụng ceftazidime avibactam. Thế còn đối với cả Oxa48 thì người ta cũng ưu tiên sử dụng cái đấy và người ta không dùng ceftolozan tazobactam. Đấy. Nhưng mà nếu mà cái nào mà là NDM1 tức là MBL trong trường hợp này thì nói chung tất cả các mấy cái kháng sinh vừa đề cập không giải quyết được. Đấy. Như vậy là các bác sĩ phải hết sức lưu ý, tức là khi chúng ta nhắc đến kháng sinh mới là chúng ta phải xác định được là phổ tác dụng của nó là nó giải quyết được vấn đề gì. Thứ hai là chúng ta phải xác định được là nó đã thực thử nghiệm lâm sàng trên những cái loại nhiễm trùng nào. Và đây thì các đồng nghiệp thì quan tâm đến HVAP. Ở HVAP thì những cái màu xanh ở đây, những cái bôi màu xanh đây là đã thử nghiệm, tức là các cái hiệu quả và độ an toàn của nó đã được thử nghiệm trong các cái thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên đối chứng. Thứ ba nữa là chúng ta phải quan tâm, lúc nãy chúng ta nói về bảo hiểm này, hội trường trước đã nói. Thì như vậy là gì, là chúng ta phải quan tâm là những cái thuốc mới đó, ở đây thì Việt Nam thì chúng ta đang có hai thuốc là ceftazidime và ceftolozan tazobactam thì đã được FDA rồi cơ quan quản lý thuốc châu Âu và đặc biệt Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt hay chưa, thì câu trả lời là có. Và tại thời điểm hiện tại thì rất mừng là chỉ định HVAP đã được phê duyệt cho cả hai kháng sinh mới này. Và đối với ceftolozan tazobactam thì vừa mới được Bộ Y tế phê duyệt trong trong thời gian tuần trước. Đấy, thì như vậy đấy là cái tin mừng đối với mình, ít nhất là mình có cái để mình có công cụ để bám vào. Vậy em sẽ phân tích kỹ hai cái kháng sinh mới nó sẽ giúp cái gì. Thứ nhất, em nói về ceftazidime avibactam thì ceftazidime avibactam tức là người ta dùng một cái kháng sinh cũ là ceftazidime. Nhưng mà người ta kết hợp với một cái chất ức chế mới beta-lactamase sẽ là avibactam. Cái chất ức chế mới này thì nó có một đặc điểm là nó ức chế không hồi phục beta-lactamase. Đấy, nó hơi khác các chất ức chế cũ. Chính vì thế thì người ta thấy là cái phổ của nó thì ưu tiên đặc biệt trên những họ đường ruột sinh ESBL và sinh KPC. Đấy, thì như vậy nó sẽ giải quyết được giúp cho chúng ta điều này. Lâm sàng, nghiên cứu lâm sàng thì cho thấy là nếu nó đối đầu, nó ngang với carbapenem trong thực hiện lâm sàng. Và nếu mà đối đầu so sánh với colistin, tất nhiên dữ liệu này nó tương đối nhỏ, thì người ta thấy là hiệu quả thì tương đương với colistin, nhưng mà độc tính trên thận thì giảm đi. Đấy, đấy là cái kháng sinh đầu tiên. Kháng sinh thứ hai là ceftolozan tazobactam. Kháng sinh này thì lại hơi khác một chút. Chất ức chế thì thầy Tuấn lúc nãy nói là chất ức chế cũ chúng ta có pitazo rồi. Thế nhưng mà cái kháng sinh mới là cái kháng sinh thì mới là ceftolozan. Ceftolozan thì mọi người để ý là cái cấu trúc của nó gần giống ceftazidime nhưng mà nó hơi cải tiến một chút. Vì vậy phổ của nó sẽ là chủ yếu trên mủ xanh. Đấy, nó giống như ceftazidime. Và vì thế thì trên vi sinh thì người ta thấy là các cái chủng mà đã kháng meropenem hoặc là imipenem hoặc là kháng ceftazidime thì nó cái tỷ lệ nhạy đối với cả ceftolozan tazobactam còn tương đối cao. Và trên lâm sàng thì người ta thấy là gì? Nếu mà so sánh đối đầu với colistin thì người ta thấy hiệu quả là điều trị trong những trường hợp về nhiễm trực khuẩn mùi xanh đa kháng thì nó tương đương với colistin và độc tính trên thận thì cũng như kỳ vọng như lúc nãy của cái thuốc trước thì nó giảm đi rõ rệt so với cả colistin.
trên nghiên cứu lâm sàng cũng như là trong thử nghiệm lâm sàng cũng đã khẳng định điều đó rồi. Thế thì bây giờ tóm lại, bây giờ dùng kháng sinh mới, câu hỏi thứ hai quan trọng là kháng sinh mới, kháng sinh cũ. Vậy thì đầu tiên em nói về kháng sinh cũ trước. Chúng ta nếu dùng, chúng ta chắc chắn là mới là chúng ta hy vọng là bệnh viện chúng ta sẽ có, nhưng mà nó cũng sẽ phải phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Thì quay lại những kháng sinh cũ, nếu chúng ta dùng thì chúng ta phải biết được điểm yếu của nó. Điểm yếu của các kháng sinh cũ tại thời điểm hiện tại có hai điểm yếu lớn. Điểm yếu thứ nhất là điểm yếu về dược động, tức là khả năng thâm nhập của các kháng sinh vào mô nhiễm trùng là kém hoặc là nó thất thường, nó dao động giữa các bệnh nhân. Và điểm yếu thứ hai là dược lực. Dược lực tức là MIC của vi khuẩn gây bệnh chúng ta thấy là càng ngày nó càng cao. Đấy. Thế chính vì thế thì mà điểm yếu này thì áp dụng chung với tất cả các kháng sinh quan trọng mà chúng ta đang dùng trong điều trị. Vậy thì muốn dùng nó thì em nghĩ là thế này. Các bác sĩ đặc biệt phải để ý đến liều. Bởi vì theo dược động dược lực thì chúng ta biết là có 3 yếu tố quan trọng làm thay đổi rất nhiều nồng độ kháng sinh trong máu. Thứ nhất là thể tích phân bố, thứ hai là chức năng thận và cuối cùng là MIC của vi khuẩn. Và chúng ta điều trị kháng sinh thì không những là nó phải vào máu mà quan trọng hơn nó phải vào phổi. Vào phổi đủ nồng độ để diệt khuẩn, sau đó thì mới thành công về vi sinh và đến thành công về mặt lâm sàng. Thế chính vì thế thì các hướng dẫn ở trên thế giới người ta cũng nói là nhấn mạnh là các bác sĩ cho liều trong điều trị viêm phổi bệnh viện, viêm phổi thở máy đặc biệt phải để ý đến liều là phải theo dược động dược lực. Và hướng dẫn năm 2022, đây là hướng dẫn của DAESA, thì có một cái bảng liều kháng sinh cho các trường hợp mà nhiễm vi khuẩn kháng thuốc. Và chúng ta nhìn thấy amikacin ở đây là chúng ta phải dùng liều 20, không có liều 15 nữa. Colistin phải dùng liều cao. Meropenem chúng ta nhìn thấy đây là trừ trường hợp đơn giản, còn tất cả các trường hợp khác đều là 2 gam mỗi 8 giờ và truyền giải trong vòng 3 giờ. Đấy, như vậy đấy là chế độ liều là chúng ta phải đặc biệt để ý. Thế chính vì thế nên là đối với các bạn em thì em xin nhấn mạnh lại là thế này, là nếu những nơi nào mà kháng thuốc quá, nếu chúng ta nghi ngờ mà nhiễm khuẩn nặng mà do vi khuẩn kháng thuốc, ví dụ Klebsiella, thì ở Bạch Mai, ở hồi sức tích cực thì trong trường hợp với viêm phổi thì chúng em đều khuyến cáo các bác sĩ dựa trên kết quả nghiên cứu là gì, là cho meropenem là phải 6 gram một ngày, 6 gram một ngày là, và imipenem là liều tối đa là 4 gram một ngày. Đấy, như vậy là, và sau đó chúng ta tùy chờ vi sinh trả kết quả MIC, và nếu MIC tùy vào mức MIC chúng ta quyết định là dùng liều bao nhiêu, và nếu mà MIC cao quá thì chúng ta bỏ carbapenem, chúng ta đổi sang cái kháng sinh khác. Đấy, như vậy đấy là điểm đầu tiên lưu ý với carbapenem. Điểm thứ hai lưu ý với colistin. Kháng sinh này cực kỳ khó dùng bởi vì là dược động học của nó rất phức tạp, và chúng ta để ý rằng là cái lệ đây mọi người để ý là liều mà chúng ta có cho cùng một liều vào người bệnh nhân nồng độ nó rất dao động, có khi gấp hàng chục hàng trăm lần. Đấy, chúng ta không thể biết được là colistin vào người bệnh nhân là có đủ được nồng độ hay là thiếu nồng độ. Điểm thứ hai là vướng của colistin là vào phổi rất kém, và với nồng độ mà chúng ta chỉ dùng liều tĩnh mạch thì nó chỉ tác dụng đạt tác dụng kìm khuẩn thôi, nó không đạt được tác dụng kìm khuẩn diệt khuẩn. Thế chính vì thế nên là khi dùng colistin thì có hai điểm lớn cần phải lưu ý. Thứ nhất là các bác sĩ phải có giá trị mix của colistin, các bác sĩ phải chịu khó cho chỉ định cho vi sinh để xác định giá trị MIC. Giá trị MIC rất quan trọng, và nếu MIC từ 0,5 trở xuống thì thành công về mặt lâm sàng của colistin là chúng ta có thể tin tưởng được. Còn nếu giá trị MIC từ 1 trở lên là các bác sĩ phải hết sức lưu ý. Đấy, thế nên là đầu tiên là điểm lưu ý đầu tiên là MIC. Điểm lưu ý thứ hai là đã cho colistin thì liều của nó phụ thuộc thứ nhất vào là MIC, và phụ thuộc thứ hai là mức lọc cầu thận của bệnh nhân. Đấy, và như vậy thì chúng em để lại để ở Bạch Mai thì hiện nay đang có 3 chế độ liều. Liều thấp 4 triệu, 6 triệu gọi là liều A. Liều cao, liều thứ hai, liều B là liều nạp theo cân nặng, liều duy trì gần 9 triệu là liều B. Và liều thứ ba là liều 9 triệu theo hướng dẫn 2019. Thì chúng em xin để lại cái khuyến cáo ở đây. Đấy là cái mức lọc cầu thận thế nào hoặc là giá trị MIC thế nào thì cho liều như vậy. Nhưng mà tuy nhiên colistin sẽ có một số đối tượng vướng. Thứ nhất là bệnh nhân thận tốt quá, bệnh nhân trẻ, không có suy thận. Thứ hai là bệnh nhân phải lọc máu liên tục. Và thứ ba là bệnh nhân chạy ECMO. Đấy, thì ba cái đối tượng đấy là đối tượng là chúng ta chưa biết cho liều colistin nào cho đủ. Nguyên tắc là sẽ phải cho tối đa. Và cái điểm vướng thứ hai là có khi dùng colistin hay không. Đấy, thì hiện nay chúng ta đang có quá ít nghiên cứu để nó ủng hộ được. Tức là chúng ta có thể đưa vào khuyến cáo chính thức cho thực hành lâm sàng. Đấy. Và chính vì thế thì đấy là cái điểm em trình bày cái điểm vướng của đối với colistin. Cái kháng sinh thứ ba mà chúng ta dùng đó là amikacin. Amikacin thì các bác sĩ hay quen liều là 15 hoặc 20. Nhưng riêng đối với cả nếu mà nhiễm khuẩn do Klebsiella thì em xin lưu ý là có thể chúng ta phải sử dụng đến mức liều cao hơn là 30mg trên kg cân nặng. Nhưng nếu dùng liều 30mg trên kg cân nặng bắt buộc phải đo nồng độ. Nếu không thì chúng ta không kiểm soát được. Đấy, độc tính của nó sẽ rất lớn. Và ở bệnh viện Bạch Mai thì riêng ở hồi sức tích cực thì bọn em áp dụng cái chế độ liều này cùng với cả các thầy các bác sĩ thì tổng kết lại thì thấy nói chung cũng tương đối ổn, và thầy Tuấn cũng hướng dẫn một bạn cao học có báo cáo rồi thì cái tỷ lệ nói chung tỷ lệ thành công về mặt lâm sàng và vi sinh là ở mức độ chấp nhận được.
Như vậy là nếu đã dùng amikacin thì chúng ta cũng khuyên cáo ưu tiên sử dụng chế độ liều cao. Thế kháng sinh mới thì thế nào? Đấy là em phân tích cái cách sử dụng những cái kháng sinh cũ. Bây giờ chúng ta nói kháng sinh mới. Kháng sinh mới thì hiện nay ở thế giới thì người ta nói này là người ta bắt đầu thay dần những kháng sinh cũ bằng kháng sinh mới. Đấy là cái khuyến cáo của Hoa Kỳ và người ta gọi là chiến lược đấy, gọi là chiến lược carbapenem, tiết kiệm carbapenem và tiết kiệm colistin. Đấy, để giảm áp lực cho hai kháng sinh này. Đấy, nhưng mà ở Việt Nam thì rõ ràng chúng ta chia sẻ cái quan điểm của các chuyên gia, các đồng nghiệp ở các nước đang phát triển. Thứ nhất là nó phụ thuộc vào loại nhiễm khuẩn. Không phải lúc nào kháng sinh mới cũng thay thế được tất cả các kháng sinh cũ cho tất cả các loại nhiễm khuẩn. Thứ hai rất đặc biệt là tính sẵn có, đúng không? Không phải bệnh viện nào chúng ta cũng có cái này. Và thứ ba là khả năng chi trả của cả bệnh nhân và của bảo hiểm y tế. Đấy, như vậy đấy là ba cái yếu tố quan trọng mà chúng ta phải cân nhắc đến. Vì vậy nếu có kháng sinh mới ở dùng ở bệnh viện thì chúng ta phải lưu ý điểm gì? Thứ nhất là tất cả các kháng sinh mới sẽ phải được đưa vào chương trình quản lý kháng sinh ở trong bệnh viện. Cái đấy quy định của Bộ Y tế rất rõ ràng. Trong chương trình quản lý kháng sinh chúng ta phải lưu ý điểm gì? Thứ nhất là chúng em đề nghị các bác sĩ là tích cực làm vi sinh. Đấy, bởi vì dịch tễ vi sinh, lúc nãy thầy Tuấn có chia sẻ cái kết quả bạch mai thì nó cũng không đại diện cho cả nước, nhưng thực sự là nó là con số phải suy nghĩ. Ở thế giới người ta có thể nhạy cảm đến 99%, nhưng Việt Nam chúng ta nó chỉ còn độ khoảng 60-70% thôi. Thế như vậy, cái dịch tễ về vi sinh đóng vai trò rất quan trọng. Thứ hai là em khuyến cáo là bắt buộc cho kháng sinh mới này nên cho kháng sinh đỏ. Thực sự đấy là cái ý kiến cá nhân của bọn em và cũng được các thầy cũng ủng hộ. Đó là gì? Bởi vì chúng ta không có kháng sinh đồ, thực sự chúng ta không biết là tóm lại nó có nhạy cảm hay không, và chúng ta từ đó chúng ta cho kháng sinh đấy thì thực sự là có ổn hay không. Và thứ ba nữa thì bên cạnh kháng sinh đồ, nếu những bệnh viện tuyến cuối mà có điều kiện, ví dụ Chợ Rẫy, ví dụ như Bạch Mai, ví dụ một số các bệnh viện khác, thì chúng ta nên đề nghị vi sinh làm thêm test sinh học phân tử để xem là thực sự cái cơ chế kháng của cái con vi khuẩn đấy là gì, để xem chúng ta lựa chọn cái kháng sinh mới nó có cơ sở hay không. Đấy. Và lúc nãy thì quay lại thì bây giờ thì rõ ràng là dùng kháng sinh mới thì chúng ta có hai, trong điều trị viêm phổi bệnh viện chúng ta thở máy, chúng ta có hai con đường cũ và mới. Thầy Tuấn lúc nãy có chia sẻ cái phác đồ này, em thấy rất là hay, các đồng nghiệp có thể tham khảo. Tiếp cận này gọi là tiếp cận Panucci của các đồng nghiệp Ý. Người ta nói đối với viêm phổi bệnh viện, viêm phổi thở máy thì các đồng nghiệp cho kháng sinh kinh nghiệm là phải đánh giá rất kỹ phân tầng nguy cơ để xem có nguy cơ dính những con vi khuẩn kháng thuốc hay không. Đấy. Và nếu mà có nguy cơ nhiễm vi khuẩn kháng thuốc hoặc quý nhất là có kết quả vi sinh thì chúng ta rẽ nhánh. Màu đỏ ở đây là chỉ còn màu xanh. Đấy, thì như vậy chúng ta sẽ thiên về ceftazidime, tazobactam hoặc colistin, phác đồ dựa trên colistin. Màu xanh ở đây là Klebsiella, họ chỉ còn đường ruột. Thì như vậy là chúng ta sẽ thiên về kháng sinh mới thì là ceftazidime, avibactam hoặc là phác đồ dựa trên colistin, phác đồ cũ chúng ta có. Đấy, và màu da cam dành cho Acinetobacter baumannii thì chúng ta chắc chỉ kháng sinh mới chúng ta không có, thì chúng ta chỉ có dựa trên colistin kết hợp với một số thứ khác thôi. Thế và cái kháng sinh mới, cái phác đồ đấy có thể tách ra, tức là rất nhiều tác giả người ta nói đây là tùy theo từng loại vi khuẩn gây bệnh. Ở đây chúng ta, em thì em thấy là phác đồ kinh nghiệm thì có lẽ là chúng ta nên, em thì em đóng khung cái mà chúng ta nên dùng cái phác đồ dựa trên, ví dụ họ còn đường ruột, nếu chúng ta nghĩ đến Klebsiella kháng carbapenem thì chúng ta nên dựa trên phác đồ có colistin nếu là kinh nghiệm nhé, và tất nhiên phải phối hợp với các kháng sinh khác để phác đồ kinh nghiệm bên tay trái. Còn bên tay phải, khi mà chúng ta sau khi có kết quả kháng sinh đồ thì các bác sĩ hoàn toàn có thể có một trong hai lựa chọn, hoặc là dựa trên dùng colistin kết hợp với carbapenem, kết hợp với aminosid, kết hợp với fosfomycin, tigecyclin, hoặc đấy, là tùy loại nhiễm khuẩn và tùy thuốc chúng ta đang có, tùy kháng sinh đồ. Và lựa chọn thứ hai là chúng ta nghĩ đến các kháng sinh mới. Để như vậy là luôn luôn chúng ta đặt trên bàn cân có những cái lựa chọn đấy để chúng ta cân nhắc sử dụng. Đấy, thì như vậy là những cái tiếp cận như thế nó sẽ được áp dụng rất nhiều. Em xin phép là không thể trình bày những cái slide tiếp theo nữa, thì nó tổng kết lại những cái tiếp cận của các tác giả tại thời điểm hiện tại để cân bằng giữa việc sử dụng kháng sinh cũ và kháng sinh mới như thế nào. Và kể cả với dùng kháng sinh mới, các bác sĩ luôn luôn phải để ý chúng em chế độ liều. Bởi vì nếu chế kháng sinh mới, mặc dù nó đắt thật, nhưng nếu đã phải dùng đến nó thì liều phải đảm bảo. Và khuyến cáo của IDSA cũng nhấn mạnh là đối với hai kháng sinh mới thì các bác sĩ ưu tiên beta lactam mới thì các bác sĩ ưu tiên dùng, đặc biệt viêm phổi chúng ta sẽ dùng liều tối đa, nó sẽ gấp đôi liều điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu và nhiễm khuẩn ổ bụng, và chúng ta dùng chuyển dài từ 3 đến 4 giờ. Rất may là các kháng sinh này nó tương đối ổn định. Như vậy thì em xin phép là kết luận bài trình bày của mình bằng mấy cái kết luận sau đây. Thứ nhất là hiện nay chúng ta rất là đau đầu với vi khuẩn gam âm kháng thuốc, kể cả trong chuyên khoa hô hấp. Và cái việc mà sử kháng thuốc như thế nó làm chúng ta càng ngày càng khó lựa chọn kháng sinh điều trị. Trong đó thì hai kháng sinh quan trọng mà chúng ta vẫn đang dùng là carbapenem và colistin thì hiện nay nó có những cái hạn chế nhất định. Đấy, hạn chế cả về mặt sự động và về mặt sự lực.
thứ hai ba kết luận thứ ba là kháng sinh mới thì nó có thể là một cái lựa chọn thay thế phù hợp, nó giúp làm giảm áp lực bớt cho những cái kháng sinh cũ, và nó được các cái khuyến cáo tại thời điểm hiện tại, các khuyến cáo chuyên môn ở trên thế giới người ta đề cập đến. Tuy nhiên, để áp dụng những cái kháng sinh mới này, hãy chọn cũ hay mới, thì rõ ràng vai trò của các bác sĩ điều trị rất quan trọng, bởi vì chúng ta phải hiểu biết về dịch tễ đề kháng, phải ưu tiên điều trị đích. Đấy, chúng ta phải ưu tiên chỉ đích, chúng ta gọi là cá nhân hóa theo kết quả vi sinh, và khi dùng thì phải ưu tiên chế độ liều đấy, để những cái kháng sinh mới này thực sự nó còn có tuổi thọ lâu dài đối với cả chúng ta trong cái quá trình điều trị. Và kết luận cuối cùng là tương tự tất cả các kháng sinh khác thì kháng sinh mới chúng ta phải được bảo tồn, tức là phải giữ nó thông qua chương trình quản lý kháng sinh. Em xin cảm ơn các thầy và các thầy cô anh chị.